Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Các bạn ơi, như các bạn đã biết thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 năm 2022, Viettel dừng triển khai đăng ký mới gói cước UMAX 50N và một số gói cước data khác. Thì rất nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình là còn những cái gói cước nào khuyến mại khác để có thể đăng ký thay thế cho gói cước UMAX 50N hay không. Thì clip hôm nay mình làm để giới thiệu một số gói cước khuyến mại data dành cho các bạn để có thể đăng ký để thay thế cho gói cước UMAX 50N. Cùng với đó là hướng dẫn các bạn cách có thể tự kiểm tra tất cả các gói khuyến mại dành riêng cho SIM của các bạn. Thì các bạn có thể vào đó và tìm hiểu những cái khuyến mại và xem nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình không, và ấn vào nút đăng ký là thành công thôi các bạn nhé. Ok. Thì trong mỗi một video trên kênh YouTube của Nghĩa Viettel, đây là một video mới nhất của mình. Thì mình bấm vào đây nhé. Thì các bạn sẽ thấy ở phần mô tả có một đường link, và ở phần bình luận, phần comment đầu tiên thì mình cũng ghi một đường link. Các bạn chỉ cần bấm vào đường link này giúp mình nhé. Bấm vào đường link này, các bạn nhập số điện thoại của mình. Rồi ấn vào đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP về số điện thoại cho các bạn. Các bạn đợi một chút rồi nhập mã số này vào khoảng trống này giúp mình. Ấn vào xác nhận. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị tất cả các gói cước khuyến mại dành riêng cho SIM của các bạn nhé. Bao gồm tất cả các gói cước combo này. Combo sẽ xuất hiện ở bên trên. Gói cước data. Và cuối cùng là các gói cước thoại cộng SMS. Nhóm gói cước đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước data, với gói cước thấp nhất bắt đầu từ gói cước ST60N các bạn nhé. Ở đây các bạn bấm vào biểu tượng bên tay trái của các gói cước sẽ hiển thị thông tin chi tiết của gói cước này. Gói cước ST60N với 60.000 sử dụng trong vòng 30 ngày. Ưu đãi nhận được là mỗi ngày có 2GB data, hết 2GB ngừng truy cập. Các bạn chỉ cần ấn vào nút đăng ký này nếu SIM của các bạn đủ 60.000, ấn vào xác nhận là thành công. Ok, gói cước tiếp theo là gói cước ST70N với 70.000 sử dụng trong vòng 30 ngày, ưu đãi là mỗi ngày 3GB data, hết lưu lượng ngừng truy cập. Tiếp theo là gói cước ST90N với 90.000 sử dụng trong vòng 30 ngày, ưu đãi là 4GB data một ngày. Ok, đó là nhóm 3 gói cước data mới nhất dành cho SIM trả trước của Viettel kích hoạt mới. Cùng với đó là rất nhiều SIM đang sử dụng cũng sẽ được gắn các gói cước này, với điều kiện là SIM sẽ có số lượng hạn chế thôi nhé. Không phải tất cả các SIM mà chỉ một số lượng sẽ được gắn gói cước này trong danh sách được hưởng khuyến mại. Tiếp theo là nhóm gói cước combo. Combo dành cho bạn nào có nhu cầu vừa gọi vừa vào mạng nhé. Gói cước lúc nãy là chỉ có data thôi, chỉ vào mạng thôi. Gói đầu tiên trong gói cước combo này có lưu lượng khủng, đó là gói cước V120N. Với 120.000 sử dụng trong vòng 30 ngày, mỗi ngày các bạn sẽ có 4GB data, hết lưu lượng ngừng truy cập. Miễn phí 50 phút ngoại mạng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Gói cước dành cho bạn nào có nhu cầu cả vào mạng cả data nhé. Nó chênh lệch 9 so với gói cước ST90N là 30k. Tức là với thêm 30k thì các bạn được gọi nội mạng thoải mái và 50 phút ngoại mạng một tháng. Thì các bạn nên cân nhắc đăng ký nhé. Nếu có nhu cầu cả gọi thì nên đăng ký gói cước này. Tiếp theo, gói cước V150N với 150.000 sử dụng trong vòng 30 ngày, ưu đãi là 6GB data một ngày, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 100 phút ngoại mạng một tháng. Và gói cước cuối cùng, gói cước trong nhóm mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó là gói cước 30N. Gói cước này thì gần như áp dụng cho tất cả SIM trả trước của Viettel các bạn nhé. Chỉ với 300.000 sử dụng trong vòng 30 ngày, ưu đãi mỗi ngày 5GB data, miễn phí nhắn tin nội mạng. Cái tiện ích này rất phù hợp cho bạn nào mà hay nhắn tin với người yêu, hay là bạn nào mà hay nhắn tin quảng bá sản phẩm của mình chẳng hạn, thì có thể lựa chọn gói cước này. Miễn phí 20 phút, tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút nội mạng đều được miễn phí, và một tháng có 150 phút ngoại mạng, miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV 360. Ok,
gói cước dành cho tất cả sim trả trước của Viettel các bạn nhé. Khi mà các bạn thử tất cả các gói cước lúc trước mình giới thiệu mà đăng ký không được thì nên chuyển sang gói cước này. Gói cước này gần như là gói cước không trừ một ai luôn. Ok, vậy là mình vừa giới thiệu xong đến các bạn 6 gói cước mình mà mình cho rằng ưu đãi có thể thay thế được gói cước UMAX 50N. Tuy rằng gói cước UMAX 50N hết tốc độ cao vẫn truy cập được, còn những cái gói cước này hết tốc độ cao là dừng. Nhưng với lượng data lớn sử dụng trong vòng một ngày thì mình nghĩ là nó vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các bạn. 4-5GB, 2-3-4-5-6GB data một ngày, rất là thoải mái rồi. Ok, các bạn còn có những cái câu hỏi nào khác muốn đặt ra cho mình, vui lòng để lại phía bên dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981 208 208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như đăng ký lắp đặt internet truyền hình, gia hạn cước đóng trước internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng như ST60N, ST90N, V120N, V150N, v.v. chuyển đổi sim trả trước sang sim trả sau. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Và khuyến khích các bạn đăng ký kênh Nghĩa Viettel để theo dõi rất nhiều những cập nhật của Viettel và những cái gói cước khuyến mại có thể sẽ được giới thiệu trong thời gian tới các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.